Không tìm được các đối tượng bảo kê vụ Đường Nhuệ là một thất bại cay đắng. Từ vụ vợ chồng trùm giang hồ Đường Nhuệ lộng hành có dấu hiệu bao che ở Thái Bình đang được dư luận hết sức quan tâm, thì nhà văn Nguyễn Như Phong đã có những cảnh báo về vấn đề này. Một băng nhóm tội phạm có thể hoạt động từ 6 tháng trở lên thì chắc chắn có bảo kê. Là tác giả của rất nhiều tiểu thuyết kịch bản phim với đề tài đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an như là phim series Chạy Án, Bí Mật Tam Giác Vàng, Cục Cồn Trắng, chắc hẳn ông Phong sẽ rất am hiểu về mối quan hệ giữa những cán bộ công an biến chất và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Ông nghĩ gì về mối quan hệ này? Theo tôi biết thì tất cả các băng nhóm giang hồ lưu manh, côn đồ hoạt động bằng hình thức bảo kê bến bãi hay là buôn bán ma túy, chăn dắt gái mại dâm, thậm chí là cả buôn người đâm thuê chém mướn, cho vay lặng lãi hay là tổ chức cờ bạc là những tội phạm có tổ chức. Lịch sử lực lượng công an trong khoảng 30 năm trở lại đây đã ghi nhận rất nhiều chuyên án lớn về đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, hay như cách chúng ta vẫn thường gọi là bọn xã hội đen. Có thể kể đến điển hình như là vụ Khánh Trắng, Nam Can thời gian trước, hoặc gần đây nhất là các vụ côn đồ lộng hành ở Đồng Nai và Hòa Bình. Và điển hình nhất chính là vụ Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình. Cặp vợ chồng này đang là tâm điểm của dư luận, những kẻ giang hồ lưu manh, núp dưới bóng doanh nhân. Và có thể khẳng định một điều là đối với tất cả các băng nhóm xã hội đen có thể hoạt động được trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên thì chắc chắn có sự bảo kê. Và rõ ràng nhất là sự bảo kê của cán bộ công an hư hỏng. Và tại sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Bởi vì công an có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đấu tranh với các loại tội phạm hình sự và giữ gìn bình yên cho cuộc sống. Chính vì thế mà công an có nghiệp vụ, có mạng lưới cơ sở bí mật, có lực lượng trinh sát và được đào tạo và được trang bị các loại vũ khí, phương tiện nghiệp vụ cần thiết. Cho nên không một băng nhóm tội phạm nào hoạt động mà công an không biết cả. Và vấn đề là biết rồi nhưng có đấu tranh triệt phá hay không, hay lại dung túng và ngấm ngầm đồng lõa với chúng, thậm chí sử dụng chúng cho những mục đích xấu mà núp dưới bóng là nghiệp vụ. Anh em cảnh sát hình sự có câu rất hay: đấu tranh chống tội phạm hình sự là phải rất triệt để, nhưng quan trọng là phải triệt chỗ nào và để ở chỗ nào. Một vấn đề phức tạp và nhạy cảm, nhưng chắc chắn rằng đối với các vụ án dính đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, nếu không có sự bảo kê của chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an, và trong trường mực nào đó có cả lãnh đạo chính quyền các cấp, thì các băng nhóm tội phạm không thể nào tồn tại được. Ở vụ án của vợ chồng Đường Dương, Đường Nhuệ, từ tội danh ban đầu là tội cố ý gây thương tích, dần dần thì hàng loạt các tội danh khác bị khởi tố, và cùng với đó là những tố cáo một số cán bộ công an bao che, trong đó thì có ông Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình. Và theo ông, thì liệu vụ án này có khả năng xuất phát từ những mối quan hệ kiểu như thế này hay không? Băng nhóm tội phạm Đường Dương hoạt động từ chục năm nay chứ không phải là mới. Vậy thì tại sao nó lại hoạt động được? Và đặc biệt là trong giai đoạn giữa những năm 2012 cho đến năm 2019, nó lộng hành một cách kinh khủng đến như vậy. Đó là vì có thể đã được bảo kê của những cán bộ công an tiêu cực và có thể là của những cá nhân nào đó ở trong chính quyền. Và không thể có chuyện công an không biết, không thể có chuyện chính quyền không biết về những hoạt động tội phạm của băng nhóm này. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng, giả sử trong vụ án Đường Dương, nếu không tìm ra được các đối tượng bảo kê cho băng nhóm tội phạm hoạt động, thì thật sự đó là một thất bại hết sức cay đắng của chuyên án. Vụ án này thì giải thích hết sức đơn giản. Nếu không có cán bộ nào bảo kê, thì nó không thể lộng hành một cách ngang nhiên đến như thế được. Và đặc biệt là gần một năm rưỡi nay, nó như kền kền ăn xác chết. Mỗi một thi hài người ta mang đi hỏa táng ở Nam Định, nó ăn đến tận 500.000. Và trong suốt một thời gian dài như thế, thì tại sao công an ở đâu mà không biết? Tại sao người dân đã phản ánh tố cáo nhưng không xử lý? Tóm lại là đối với những hành vi phạm tội trong vụ án này, nếu nói công an không biết thì không ai nghe. Và bây giờ thì chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình rất cứng rắn. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã có những chỉ đạo kiên quyết, mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm đối với vụ việc này. Cho nên chắc chắn cơ quan điều tra sẽ phải tìm ra. Và những tội danh cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản khá rõ ràng. Còn những tội danh khác như là trốn thuế, hối lộ cũng cần phải được ban chuyên án triển khai điều tra và làm rõ. Thật ra thì tìm ra và làm rõ đối với vụ án này thì không khó. Vấn đề là có đủ dũng cảm để tìm ra có ai đó đứng đằng sau bảo kê hay không. Và có đủ dũng cảm để nhìn nhận những tồn tại như một sự khuyết tật của công tác quản lý, giám sát hay không mà thôi.
Và theo tôi, để tạo thế và lực cho Công an tỉnh Thái Bình thì nên có sự vào cuộc của Bộ Công an, của Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cả của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vì nó sẽ liên quan đến những người đứng đầu tỉnh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Chúng ta đã nói nhiều về câu chuyện chống tham nhũng, tiêu cực, chống tội phạm bằng những khái niệm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng ta cũng có những đánh giá cơ quan điều tra Việt Nam thuộc diện giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, với việc để có những băng nhóm như Đường Nhuệ hoạt động trong một thời gian dài như thế, thì liệu có phải là những nguyên nhân khác như bọn chúng quá tinh vi hay không? Theo công ước La Hay, khái niệm về mafia được định nghĩa bởi ba yếu tố. Thứ nhất, đó là một băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có ăn chia lợi nhuận bằng các hoạt động tẩy rửa tiền, buôn người, buôn bán ma túy. Và thứ hai là thao túng được chính quyền. Và thứ ba là thao túng được cả báo chí. Và nếu đối chiếu theo những tiêu chí mafia, thì băng nhóm tội phạm có tổ chức của Đường Dương ở Thái Bình thì chưa hội tụ đủ hết. Tuy nhiên, nếu xét theo thực tế, những gì mà băng nhóm này đã làm và làm được, thì đây đích thực là một tổ chức mafia theo kiểu Việt Nam. Bởi vì chúng có hai yếu tố quan trọng, đó là chúng thao túng được một bộ phận chính quyền, được một bộ phận chính quyền bảo kê, và thao túng được một bộ phận báo chí. Chính vì thao túng được một bộ phận chính quyền nên mới có thể tồn tại được ngần ấy năm. Chính vì thao túng được một bộ phận của báo chí nên có nuôi rất nhiều các bài báo viết về cả vợ chồng này, như là Hát Hay, Ca Ngợi Đến Tận Mây Xanh. Và sự tồn tại và đồng hành của Đường Dương trong suốt gần chục năm, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, thì chắc chắn chúng đã được ai đó che chở. Chúng hoạt động không tinh vi, mang tính côn đồ, lưu manh rất rõ ràng. Cũng đã từng bị báo chí lên tiếng cảnh báo về các hoạt động của chúng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chính quyền các cấp đã làm ngơ và thậm chí là dung túng. Và có thể nói rằng các băng nhóm mafia ở Việt Nam với quy mô so với mafia Trung Quốc, Nga, Mỹ, Italia, Nhật Bản thì tội phạm có tổ chức ở Việt Nam không là cái gì. Công an Việt Nam mình cũng đã đấu tranh một cách rất hiệu quả đối với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Thực tế là các băng nhóm tội phạm có tổ chức thành mạng lưới và liên kết với mafia quốc tế ở Việt Nam là không có. Chính vì vậy, tội phạm có tổ chức ở Việt Nam quy mô cực kỳ nhỏ và thường không tồn tại được lâu, vì đến khi bị phát giác thì không bị cấp này đánh thì cũng bị cấp kia đánh. Và bản chất của bao che bảo kê là tiền, là lợi ích. Là một nhà văn và có kinh qua nghề báo rất nhiều năm, tiếp xúc với các vụ án rất lớn, theo ông thì bản chất của những hành vi bảo kê, bao che dung túng cho tội phạm là gì? Có một loại tội phạm hình thành từ sự liên kết với những người có chức có quyền trong bộ máy. Loại tội phạm này cũng hết sức nguy hiểm, mà chúng ta vẫn thường gọi là lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm là các nhóm tội phạm của côn trắng, khác với các băng đảng, các băng nhóm mafia và khác với các băng đảng tội phạm có tổ chức. Loại tội phạm lợi ích nhóm này, chúng bóp méo khuôn khổ của pháp luật và làm hỏng chính sách của đảng và nhà nước. Chỉ có tiền và lợi ích thôi. Và nếu như không phải là máu mủ ruột thịt thì chỉ có tiền. Và trong trường hợp bảo kê tội phạm hoặc là thực hiện các hành động phạm tội thì yếu tố tiền là quan trọng nhất. Và điều nguy hiểm là lợi ích ngày càng biến thể một cách hết sức tinh vi. Tôi lấy ví dụ, có một loại tội phạm ảo, tội phạm lợi dụng hình ảnh của người khác, tội phạm lợi dụng ảnh hưởng của người khác đã được nghiên cứu và chỉ ra từ năm 1998, nhưng lại không nhiều người biết và cũng ít kẻ bị pháp luật trừng trị bởi vì chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và tinh vi hơn. Và chúng ta vẫn thường nghe câu, nghe nhạc hiệu đón chương trình. Loại tội phạm này cũng vậy. Có một ông quan nào đấy, ông ấy sống rất liêm khiết. Một ngày có một thằng nó đến với ông ấy hoàn toàn theo kiểu tình cảm bình thường. Và nó cũng không nhờ vả thì ông ấy cái gì. Nhưng chính vì nó không nhờ nên ông ta đã mất cảnh giác. Và dần dần khi đã trở thành người thân quen và trở thành người nhà mà ông quan kỳ yêu quý, tin tưởng, không bao giờ nghĩ nó là người xấu thì nó đã thành công. Và những người khác khi nhìn vào sự thân tình của nó với ông quan kia và nhìn vào mối quan hệ thì biết nó là cái loại như thế nào và người ta sẽ phải có sự ứng xử phù hợp. Có lẽ vì thế mà những đối tượng này thích chụp ảnh với các lãnh đạo. Trở lại với câu chuyện của vợ chồng Đường Dương cũng vậy. Dương có những bức ảnh treo ở phòng khách, chưa biết bản chất như thế nào, nhưng cứ nhìn thấy là đã rất oải. Và thật sự chả biết nó làm cái gì, công lao gì, chỉ thấy nó tươi cười hớn hở và bắt tay. Người ta chỉ biết nó có làm từ thiện, còn không ai truy lấy tiền ra đâu để làm từ thiện. Vì đó có thể là tiền nó đi chấn lột, đi cướp, tiền cho vay lặng lãi. Nó có tiền thì bây giờ nó đánh bóng tiền tuổi và dùng cái đồng tiền này làm từ thiện, chứ không phải nó lấy tiền do công sức lao động của mình. Và người ta không nghĩ đến cái điều như thế.
và không ai tính đến cái điều như thế cả. Kể cả báo chí cũng không ai vạch ra hỏi rằng chị ấy lấy tiền ở đâu ra mà làm từ thiện, rồi thấy số tiền lớn thế là xúc động. Và cái loại tội phạm đấy hiện nay rất nguy hiểm. Đồng tiền có quyết định tất cả hay không? Ông đánh giá như thế nào về những mối lo ngại của xã hội khi tội phạm ngày càng biến thể thành nhiều dạng tinh vi hơn? Đây là điều hết sức nguy hiểm. Khi các băng nhóm tội phạm được bảo kê, nó là làm bại hoại đạo đức, bại hoại lối sống và làm cho kinh tế không thể phát triển được. Những băng nhóm tội phạm có tổ chức không phải là các tổ chức phản động, không phải là các tổ chức chống phá nhà nước, nhưng mà nó làm cho những người dân trong xã hội không lúc nào cảm thấy an toàn. Và nó giống như là lúc đang ngủ bị muỗi đốt ấy, chúng ta phải tự tay vào mặt mình. Muỗi thì không chết mà lại còn đau hết cả mặt. Đây là một vấn đề rất lớn. Một khi các cán bộ công quyền bảo kê cho tội phạm thì nó bóp méo các khuôn khổ của pháp luật và trà đạp lên các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nó làm tha hóa và hư hỏng cán bộ. Một xã hội mà người dân luôn trong tình trạng lơm lớp bất an thì khó có thể nói là xã hội lành mạnh. Một xã hội mà người ngay sợ kẻ gian, thầy giáo sợ học trò, công an sợ tội phạm thì hết sức nguy hiểm. Niềm tin xã hội chắc chắn sẽ bị giảm sút.